mới vừa sống ở nè các bạn. Chào các bạn nhé, vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay đi tới cống quay tàu rồi ghe giữa cống nè các bạn, tại khu vực Sóc Trăng. Đây có chiếc lúa này đang qua này, cống đang mở này nè các bạn, đó này. Chiếc ghe đó chở lúa đó quay ra trúng cái phà máy cắt này các bạn. Vì cái chị này la quá là cái ghe này đi ngược chiều nữa các bạn, ở trong ta đang đi ra mà ảnh máy mạnh này vậy anh chạy tốc độ luôn các bạn, quá dữ luôn các bạn. Có một chiếc ghe chạy vô rồi, mấy cái ghe này quá trời chạy rồi các bạn ơi. Ghe người ta đang đi ra, quá khủng khiếp thiệt. Ghe người ta đang ra rồi, chạy vô luôn rồi. Thấy một chiếc vô rồi chạy. Không vô được chị, vô rồi đóng lên luôn á. Ai vô rồi đóng lên luôn.
ở ngoài nói đôi nè các bạn, khủng khiếp luôn các bạn. Trong bị quay ngang các bạn. Máy hơi yếu và chạy nơi khó khăn chút các bạn. Rồi, xe gom bắt đầu chuẩn bị ra vượt qua nè các bạn. Xe gom này chắc quá cao luôn. Chị gái này là ngồi trên này, cao nhất nè, đằng lái nè các bạn. Đây rồi, đây rồi. Ôi. Không sao, gom nó cũng dù gì nó cũng nó nhẹ. Anh này chế ra tay độc địa quá độc. Rồi tiếp tục ghe lúa nè các bạn. Tới có một chiếc xe lan chở lên tới trên luôn các bạn ơi. Thank you.
máy rất mạnh các bạn. Ui, giờ lúa này sao bê bê rồi các bạn ơi. Vẫn còn các bạn.